Xin chào các bạn, có thể là khi mà các bạn thức truyền ngày hôm nay thì các bạn sẽ nhìn thấy được rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới đồng Uniswap, đồng UNI thì tôi muốn làm cái video này để mà chia sẻ một số những cái thông tin một số những cái tài liệu liên quan tới đồng Uniswap, UNI này Tại vì các bạn thấy là ngày hôm qua khi mà đồng này ra đời thì cũng đã có cái sự hưởng ứng rất là mạnh mẽ từ cộng đồng và giá cả cũng đã có sự tăng trưởng rất là nhanh. Các bạn thấy được là những cái sàn đã lần lượt list đồng này một cách nhanh chóng trong đó chúng ta có những sàn lớn như là sàn Binance, sàn Coinbase thì thường sẽ chia sẻ với các bạn một số những thông tin liên quan tới đồng Uniswap UNI này là như thế nào. Và các bạn thấy được là hôm qua những ngày 16 tới hôm nay là ngày 17 tây tháng 9, ngày thứ năm tại Hoa Kỳ Hôm nay ở Việt Nam là ngày 18 tây tháng 9, ngày thứ sáu và hôm qua ngày 16 tây thì Uniswap đã đưa ra cái thông báo là sẽ ra đời đồng UNI. Đây đối với nhiều người, bản thân thường cũng thấy đây là một cái sự bất ngờ. Tuy là nhiều người cũng đang nghĩ là sàn Uniswap cũng sẽ có một cái token riêng, nhưng mà cái sự ra đời ngày hôm qua là một cái sự đột ngột đối với nhiều người và thường cũng đã đăng ở trên những cái mạng xã hội như là Facebook Twitter và Telegram là Thuận cũng đã đầu tư vào một phần để mà trải nghiệm đồng UNI này, này coi, coi này như thế nào để mà chia sẻ với các bạn. Và các bạn cũng thấy được đây là cái thông tin Thuận đã đăng ngày hôm qua. Thì Thuận muốn tiếp tục chia sẻ một số những cái điều mà Thuận đã trải qua ngày hôm qua. Và các bạn thấy được là cái lúc mà Thuận đăng cái bài viết này Lúc đó giá của đồng này đã có sự tăng trưởng rất là nhanh, tăng 77% dựa theo CoinGecko đã lên tới cái mức là 3 đồng 13 sen và các bạn thấy được là cái giá trên Uniswap với lại cái giá trên sàn Binance, sàn Binance đã rất là nhanh chóng để mà list cái đồng này nhưng mà các bạn thấy được là cái giá giữa sàn Binance và sàn Uniswap đã có cái sự khác biệt cũng khá lớn à, một khoảng thời gian ngày hôm qua chúng ta sẽ cùng nhau nhìn coi coi là hôm nay thì giá như thế nào nhưng mà các bạn thấy được là cái giá của sàn Uniswap lúc mà mình thường chụp lại cái screenshot này là 2 đồng 71 cent và cái giá trên sàn Binance là 3 đồng chẳng cái mình thấy được là nhiều bạn thì nói là nếu như vậy thì có thể mua trên sàn Uniswap back trên sàn Binance để mà kiếm lời có nghĩa là arbitrage nhưng mà không có dễ như vậy thì chia sẻ thêm một lát nữa tại vì lúc đó là mạng lưới đang bị tắt nhãn và trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn nhận được giá trị từ cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự của bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục Phát triển và một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là khi mà thuận đăng những cái tài liệu liên quan tới đồng mình đồng kia hay là dự án này dự án kia hay là sàn này hay là cái ứng dụng nào mà thường sử dụng không phải là thường kêu gọi mọi người cùng nhau để mình tham gia thậm chỉ đơn giản là tham gia để có thêm tài liệu để mà chia sẻ với các bạn mà thôi tại vì đây cũng là một phần trong cái hành trình đầu tư trong thị trường crypto này của thuận mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta nhìn vào cái Twitter của Uniswap Thì mình thấy được là Twitter của Uniswap ngày hôm qua ngày 16 Tây Đã đưa ra cái thông báo chính thức Đó chính là sẽ đưa ra cái đồng UNI Đồng Uniswap này là một đồng như thế nào Chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa Nhưng mà một số những cái điều đã xảy ra ngày hôm qua rất là nhanh chóng Các bạn thấy được là trong hàng chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi Thì nhiều sàn đã lần lượt list đồng UNI này các bạn có thể thấy được đây là một cái kỷ lục thường thì chưa thấy được một đồng nào mà ra đời một cách đột ngột mà có thể được lên những cái sàn lớn nhanh chóng như là các bạn thấy được là sàn Binance đưa cái thông báo chỉ sau vài tiếng đồng hồ là đã có cái cặp trading của Uniswap này Uniswap với lại BTC, UNI với lại Binance, UNI với lại BUSD và UNI với USDT và các bạn thấy được là không chỉ riêng là sàn Binance mà chúng ta cũng có sàn Coinbase thì UNI đã có mặt ở trên Coinbase Pro rất là nhanh chóng cho mình thấy được là tất cả những nơi nào mà sàn Coinbase Pro hoạt động thì sẽ có mặt đồng UNI ngoại trừ là tiểu bang New York chứ là cũng đã biết tại sao tại vì New York có những cái luật rất là gắt gao liên quan đến crypto và cái sự có mặt sẽ là có mặt lập tức các bạn thấy được là trước đây khi mà sàn Coinbase Pro đưa ra một cái thông báo nào thì các bạn thấy được là thường thường là một tuần sau thì mới có mặt nhưng mà đối với đồng UNI này thì sẽ có mặt ngay lập tức và đây là một trong những cái bước tiếp tục tiến tới của sàn Coinbase để để mà list nhiều đồng liên quan tới DeFi hơn và các bạn thấy được là một trong những cái điều mà thường hay thường được hỏi tới khi mà nói tới sàn Coinbase là tại sao mà Coinbase lại list nhiều đồng như vậy nhưng mà lại cho tới ngày hôm nay vẫn chưa có đồng khờ đo nào đồng ADA có phải là có vấn đề gì hay là không tại vì chúng ta đã thấy là cách đây là 2 năm năm 2018 thì lúc đó Coinbase đưa ra một cái thông báo như bạn có thể nhớ lúc đó là Coinbase để 5 đồng trong đó có đồng Cardano, EDA, những đồng còn lại là những đồng thu nhớ là đồng XRP, đồng Stellar và một số những đồng khác và cuối cùng trong năm đồng đó thì bốn đồng đã được có mặt ở trên sàn Coinbase ở thời điểm hiện tại nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì Cardano, EDA vẫn không có mặt thì một trong những điều mà khi mà chúng ta nhìn vào cái lịch sử của sàn Coinbase các bạn sẽ thấy được đây là một cái sàn mà có cái mối quan hệ rất là tốt đối với mạng lưới của Ethereum là một cái công ty mà rất ủng hộ sự phát triển của Ethereum cho nên về việc mà sàn Coinbase tiếp tục list nhiều cái token DeFi cũng là một chuyện rất là bình thường tại vì những đồng DeFi bây giờ là nằm trên mạng lưới của Ethereum và phần lớn các bạn thấy được về mặt công nghệ thì cũng đơn giản hơn tại vì những đồng như là Uniswap, UNI là một cái token hai 20 thì list sẽ đơn giản hơn là một cái token nằm trên một cái mạng lưới hoàn toàn khác và chúng ta thấy được là cho tới ngày hôm nay thì sàn Coinbase đã có những đồng như là Yearn Finance, đồng UMA, Maker Compound, Band rất là nhiều những cái đồng DeFi đã có mặt ở trên mạng lưới này và chúng ta thấy được là không chỉ riêng là Coinbase và Binance đã nhanh chóng list đồng này mà chúng ta cũng có những sàn lớn khác như là sàn Hobby và OKX cũng đã có mặt đồng này và đương nhiên đồng này không thể thiếu ở trên sàn Uniswap tại vì đây là cái đồng quản trị của sàn Uniswap và các bạn thấy là khi mà đồng này ra đời thì chúng ta nhìn vào cái smart contract ở trên Etherscan thì các bạn thấy được là khi mà thông refresh lại cái trang này cho bạn sẽ thấy là cái số lượng địa chỉ ví mà có đồng UNI này đã tăng trưởng một cách rất là chóng mặt cho bạn thấy được là từ hôm qua cho tới bây giờ nghĩa là chưa đầy một ngày khi mà thông báo này được chính thức đưa ra thì đã có cái số lượng ví lưu trữ đồng UNI này đã lên tới 74 sáu ví các bạn có biết là có nhiều dự án là sau bao nhiêu năm hoạt động cũng không có được phân nửa cái số địa chỉ ví này hay là không cho nên các bạn thấy được là cái sự ủng hộ của đồng UNI rất là cao và một trong những lý do tại sao mà có nhiều cái ví của đồng UNI như vậy cũng là liên quan đến việc cái cách mà đồng này được phân phối. Những người nào mà đã sử dụng cái ứng dụng Uniswap này trước đây thì sẽ được hưởng cái số lượng đồng UNI miễn phí thường sẽ nói thêm một lát nữa và các bạn thấy là một số thông tin khác mà có thể là nhiều bạn cũng chưa hiểu rõ là tại sao lại phải có đồng UNI này thì các bạn cần nên hiểu là cái mạng lưới UNI là một cái mạng lưới có thể nhiều bạn cho hiểu cách đơn giản là một cái sàn phi tập trung nhưng mà Uniswap thì không chỉ đơn giản là một cái sàn phi tập trung mà Uniswap là một cái nơi mà các bạn có thể tham gia vào để mà tăng tính thanh khoản khi là các bạn có thể dùng tiền của mình để mà tham gia vào những cái liquidity pool có nghĩa là những cái pool thanh khoản để mà giúp đỡ cho cái sàn này có thể là hoạt động một cách hiệu quả hơn và khi mà các bạn dùng tiền của mình để vào trong sàn để mà tăng tính thanh khoản của sàn này lên thì các bạn sẽ được hưởng một phần của cái phí giao dịch đó là cách làm trước đây thì các bạn thấy được là những người nào mà tham gia vào sàn Uniswap này thì để tiền vào sẽ được hưởng một phần của phí giao dịch. Đó là lý do tại sao mà nhiều người ưa chuộng sử dụng cái sàn này. Và thêm vào đó nữa, các bạn thấy được là những cái sàn như là Uniswap đây là một cái sàn mà các bạn có thể sử dụng trực tiếp thông qua cái ví cá nhân của mình. Các bạn không cần phải đem tiền lên trên sàn. Các bạn có thể là giao dịch trực tiếp từ trong ví chứa lạnh, từ trong cái ví MetaMask của mình, không cần phải KYC và thậm chí các bạn thấy được là những cái đồng hot, nghe là những cái đồng mà mới vừa ra mà không có nơi nào có thì sẽ có mặt ở trên Uniswap cho nên nhiều người rất là thích dùng Uniswap cho nên sàn này đã trở thành một sàn rất là nổi tiếng và trở thành một trong những cái công cụ DeFi mà không thể thiếu. Nhưng mà có một điều là cái sàn này trước đây, sàn Uniswap này trước đây là không có cái token riêng. Tại vì có thể là sàn Uniswap này trước đây nghĩ là cũng coi như là bá chủ trong cái lĩnh vực này cho nên không cần phải đưa ra một cái token riêng. Nhiều người đã biết tới sàn Uniswap cho nên cái số lượng người sử dụng rất là đông. Các bạn cũng đã nhớ những cái thông tin trước đây là có nhiều ngày sàn Uniswap cái khối giao dịch còn có thể nhiều hơn cả sàn Coinbase. Cho các bạn thấy được cái sàn này là một cái sàn mà có nhiều người sử dụng như thế nào. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì có một số điều đã rất là khác các bạn thấy được là với cái sự ra đời của hàng loạt những cái sàn copy dựa theo cái cách làm của Uniswap như các bạn cũng đã thấy là một trong những cái copy mà rất là nổi tiếng đó chính là sushi swap mà chúng ta đã nói tới rất là nhiều trong thời gian đây các bạn thấy ngoài trừ sushi ga thì có kimchi yam có rất là nhiều những cái sàn khác thì hoạt động tương tự như là Uniswap nhưng mà lại có thể là kéo người từ Uniswap qua bên những cái sàn như là SushiSwap được. Tại vì sao? Tại vì cách làm thì cũng giống nhau nhưng mà nhiều người đi từ Uniswap qua những cái sàn khác là tại vì những cái sàn như là SushiSwap thì ngoại trừ là các bạn có thể hưởng một phần của cái phí giao dịch ra thì cái những cái sàn này có thể là cho các bạn hưởng một phần của cái token của họ nghĩa là cái token giả sử như chúng ta nói tới sushi đi thì cái token sushi sẽ được phân phối cho những người nào mà tham gia vào cung cấp tính thanh khoản cho sàn tham gia vào gì tử cho sàn sẽ được hưởng một phần một cái đồng sushi mà được tạo ra và đồng này thì có giá trị ở trên sàn giao dịch cho nên nhiều người đã bị thu hút bởi cái ý tưởng này và thời kỳ ý tưởng này cũng không phải là một cái ý tưởng mới các bạn thấy được là cái ý tưởng này đã được thực hiện cách đây khoảng chừng là hai ba tháng bởi một cái giao thức khác đó chính là giao thức compound cho nên các bạn thấy là với cái sự cạnh tranh kịch liệt càng ngày càng nhiều từ những cái sàn tương tự như là Uniswap cho nên Uniswap cuối cùng cũng đã phải đưa ra một cái chiến lược đó chính là đưa ra cái token UNI này và cái cách làm thì cũng tương tự, các bạn thấy là chúng ta sẽ nhận được một phần à, của đồng UNI nếu như các bạn đã từng tham gia trước đây hay là sau này nếu như các bạn tham gia vào sàn để mà cung cấp tính thanh khoản thì ngoại trừ được hưởng một phần phí giao dịch ra cũng sẽ được thưởng một phần của đồng UNI và nói tới đây thì chúng ta nhìn vào khi mà đồng UNI này ra đời thì các bạn thấy được cái sự tăng trưởng từ hôm qua tới bây giờ thì đã rất là cao nhưng mà các bạn cần phải cẩn thận tại vì sao tại vì các bạn thấy đồng này vẫn còn rất là mới tương lai thì thường nghĩ là đương nhiên là sàn Uniswap là một trong những cái sàn rất là thiết yếu trong cái chiến lược DeFi trong cái sự phát triển của thị trường DeFi sau này nhưng mà các bạn đã thấy là sàn này trong vòng hôm qua tới bây giờ thì cái giá đã lên xuống liên tục các bạn thấy là đã lên tới là từ lúc mà nhiều chỗ bắt đầu là đã có giá thì cái giá là xoay quanh cái mức là một đô la sau đó nhanh chóng lên 2 đô la nhanh chóng lên 3 đô la thậm chí có một số nơi các bạn thấy là ở trên sàn Binance có cái sự FOMO nhiều khi lên tới 15 đô la trong cái thời gian rất là ngắn các bạn thấy được đây chính là cây sàn Binance chúng ta nhìn vào cái ngọn nến màu xanh mà cao ngút trời này là lên tới 15 đồng rất là nhanh chóng nhưng mà các bạn thấy là sau đó lại bị tuột trở xuống và tuột xuống chỉ còn có 2 đô la một đồng 99 bây giờ lại trở lên cái mức là các bạn thấy là hiện tại khi chúng ta nhìn vào giá cả trên CoinGecko để không refresh lại là khoảng chừng là 3 đồng 44 cent nhưng mà ngược lại các bạn thấy là những đồng khác như là chúng ta nói tới đồng sushi swap thì như thế nào thì các bạn sẽ thấy được là đồng sushi swap cũng đã đi xuống sau khi mà chúng ta nhận được cái thông tin liên quan tới đồng UNI này ra đời thì chúng ta nhìn vào sushi swap 7 ngày qua thì các bạn có thể thấy được là trên căn bản sushi swap sau khi mà có cái scandal là cái người mà tạo ra cái giao thức này đã bán cái số lượng lớn đồng sushi thì sau này cái số tiền đó tuy được trả lại nhưng mà cộng đồng cũng hầu như là mất lòng tin cho nên các bạn thấy là cái giá so với cái giá cao trước đây là hai đồng 81 cent thì bây giờ chỉ còn có một đồng 58 và hôm qua thì cũng đi xuống cũng rất là nhiều sau khi mà chúng ta nghe nói tới thông tin liên quan tới Uniswap nếu mà chúng ta lên trên DeFi Post để coi coi là cái số tiền nằm ở trên Uniswap thì như thế nào các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào Uniswap đây là cái DeFi mà đứng thứ ba thì bây giờ là có cái số tiền mà giam lại nhiều nhất thì chúng ta thấy được là khi mà các bạn nhìn vào trong vòng 30 ngày qua thì 30 ngày qua các bạn thấy là khi mà sự cạnh tranh liên quan tới những cái giao thức tương tự như là giao thức của SushiSwap thì cái số lượng tiền ở trên sàn Uniswap đã từ từ đi trở xuống các bạn thấy được là cái đường này đã từ từ đi cho xuống nhưng mà chúng ta nhận được cái thông tin là có cái đồng Unite này thì các bạn thấy đã có một số lượng tiền bắt đầu từ hôm qua lại đổ ngược trở vào sàn Uniswap nhưng mà ngược lại các bạn thấy là cái sự ngược lại sẽ xảy ra với lại những cái giao thức khác như là sushi swap để thường đi kiếm sushi swap cho các bạn coi. Thì sushi swap bây giờ đã nằm ở hạng thứ 10 và các bạn đã thấy là cái sự ngược lại đã xảy ra khi mà chúng ta nhìn vào trong vòng 30 ngày qua. Thì 30 ngày qua các bạn thấy đã có sự tăng trưởng khi mà ra đời tại vì đây là một cái à, giao thức rất là mới nhưng mà sau đó lại đi cho xuống và đặc biệt là hôm qua các bạn thấy lại tiếp tục đi sở xuống với lại cái tốc độ cũng rất là cao tại vì sao tại vì bây giờ nhiều tiền trên cái giao thức sushi swap để đổ ngược trở lại uniswap đó chính là cái lý do tại sao mà chúng ta lại thấy cái đồng UNI này ra đời Đầu tiên hết thường nghĩ là đây là cái chiến lược để mà cạnh tranh với những cái giao thức tương tự Tại bây giờ là Uniswap cũng sẽ có một cái đồng đó chính là đồng UNI Có thể dùng để mà thưởng cho những người mà sử dụng sàn hay là cung cấp tính thanh thoảng cho sàn Và nói tới đây thì chúng ta nhìn vào cái giá hiện bây giờ để thường refresh cho channel lại Các bạn có thể thấy được là ở trên sàn Binance thì bây giờ là đồng UNI này thì cái giá bây giờ là 3 đồng 44% cent. và khi mà chúng ta nhìn vào cái giá này ở trên Uniswap tôi thùng refresh lại Uniswap thì cái đồng này trên Uniswap ước tính bây giờ là cái giá so với giá Binance là các bạn sẽ thấy là cái sự chênh lệch bây giờ là 3 đồng 44, 3 đồng 43 so với lại ở trên Binance là 3 đồng 46 cho chúng ta thấy được là cái giá bây giờ cũng đã cân bằng hơn không giống như ngày hôm qua khi mình thấy là một nơi có thể là 2 đồng 70 cent, một nơi có thể là 3 đồng nhưng mà các bạn thấy được cái tình trạng này xảy ra thì các bạn cũng không dễ dàng để mà mua bên đây bán bên kia giả sử như là ở bên Uniswap thì rẻ hơn thì các bạn muốn mua ở trên Uniswap sau đó bán trên Binance thì các bạn thấy là có lời nhưng mà thật ra không có đơn giản như vậy tại vì sao? tại vì khi mà các bạn mua ở trên Uniswap thì trước hết các bạn phải trả cái phí và trong cái thời điểm đó cái phí rất là cao và các bạn sẽ thấy được là ngoại trừ trả phí cao ra các bạn hoàn toàn có thể là bị trượt giá hay là các bạn sẽ bị một cái gọi là bị fail trên mạng lưới của Ethereum nếu như mà cái phí các bạn không đủ cao hay là cái giá bị trượt các bạn thấy là hôm qua để thường cho các bạn thấy là trong cái ví MetaMask này là hôm qua thường sử dụng cái ví này để mà mua là đã bị fail ba lần liên tục các bạn thấy được là ba lần liên tục thùng bị fail khi mà sử dụng cái ví MetaMask này mà mỗi một lần fail thì các bạn thấy được là thùng lại retry lại nhưng mà cái sự may mắn là thường chỉ mất cái số lượng nhỏ phí là 4 đồng 43 cent lần đầu tiên Lần thứ nhì là thường cũng mất cái số tương tự là 4 đồng 43 cent và lần thứ ba Thường mất cái số là 6 đồng 85 Đây là cái số phí mà thường phải trả mặc dù là cái transaction Cái giao dịch này đã bị fail nhưng mà thường vẫn phải trả cái phí này Cho nên mà thấy được là thường đã mất đi hơn 15 đô la khi mà mua cái đồng UNI này Nhưng mà vẫn thất bại nhưng mà tới lần thứ tư thì bạn thấy được là lúc này là thường phải tăng hai cái thứ nhất là thùng phải tăng cái phí gas lên tới 800 quay tổng cộng thùng trả cái phí là 36 đồng 49 sen để có thể là được giao dịch thành công ở trên Uniswap để mà lấy được đồng UNI thì thùng chỉ mua một ít để cho có thêm một sự đa dạng hóa trong cái lĩnh vực đầu tư crypto của mình cho nên thùng chỉ mua là chỉ có 10 đồng ether trong cái ví MetaMask này nhưng mà điều này cũng đủ cho các bạn thấy là khi mà mình thấy cái giá trên lệch giữa hai sàn thì cũng không dễ dàng để các bạn có thể là có được cái lợi nhuận và những bạn nào mà sử dụng Uniswap mà mua không thành công thì trước hết một là các bạn cần phải tăng cái phần trăm gọi là slippage lên có nghĩa là các bạn chấp nhận cái phần trăm trượt giá cao hơn và thứ nhì nữa là các bạn cần phải tăng cái phí lên các bạn lúc nào cũng phải coi coi là mạng lưới của tôi bây giờ là cái phí đi nhanh nhất là bao nhiêu và các bạn có đồng ý trả cái phí đó hay là không chứ nếu như không thì các bạn vẫn sẽ không thành công giao dịch mà lại mất cái phí rất là uổng và chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin liên quan tới UNI này UNI này như Thịnh đã chia sẻ với các bạn đây là một cái đồng quản trị ở trên mạng lưới của Uniswap thì đồng quản trị này được dùng để làm gì thì mình thấy được là đồng quản trị này được dùng làm một số việc như là các bạn sẽ thấy ở trên cái trên web Uniswap.org thì nói cái đồng quản trị này sẽ được dùng để mà đầu tiên hết là bỏ phiếu ở trên mạng lưới của Uniswap các bạn thấy được là bất cứ một cái đề xuất nào những người nào mà có đồng Yuna trong tay cũng có thể là bỏ phiếu cho những cái đề xuất đó Coi gọi là cái sự phát triển sau này của sàn Uniswap sẽ ra sao Thứ nhì nữa các bạn thấy được là được quyền bỏ phiếu để coi coi là cái số tiền trong ngân khố sẽ được sử dụng để mà phát triển sàn như thế nào Và các bạn thấy được là có thể là nhận được cái phí mà người ta giao dịch ở trên sàn các bạn cũng sẽ nhận được một phần của cái phí đó và thường nghĩ là một trong những cái điều mà tốt hơn nữa là các bạn có thể là bỏ phiếu coi coi là đồng nào sẽ được lên trên Uniswap cũng như là các bạn thấy là cái cặp nào sẽ được có mặt hay là cái pool nào sẽ được có mặt các bạn thấy là điều này là một điều mà cũng rất là quan trọng nếu như các bạn có một cái đồng nào đó mà lên trên Uniswap mà các bạn có cái số lượng người mà tham gia vào cái pool đó để mà cung cấp tính thanh khoản cũng đồng nghĩa là cái đồng đó sẽ được lóc lại rất là nhiều có nghĩa là không còn trên sàn giao dịch để mà bán nữa sẽ giảm đi cái nguồn cung đây là một trong những cái điều mà rất là tốt đối với một cái đồng và đồng Uniswap này tổng cộng sẽ có bao nhiêu đồng thì để hướng trả lời câu hỏi này tổng cộng hết các bạn đã thấy được là dựa theo trang web chính thức khi mà họ ra đời cái token này thì sẽ có là một tỷ đồng này tổng cộng một tỷ đồng này sẽ phân phối là 60% là cho những cái hội viên cộng đồng trăm này có nghĩa là 600 triệu đồng UNI sẽ được phân phối cho những người mà sử dụng sàn như là thu mình các bạn hay là những người mà cung cấp tính thanh khoản 21,51% đã sẽ cung cấp cho cái đội phát triển và nhân viên nhưng mà cái số tiền này sẽ lóc lại trong vòng 4 năm thì 4 năm đó mỗi một thời gian chỉ được bán một phần nhỏ mà thôi cho nên chúng ta sẽ không có sợ cái vấn đề là team hay là cái đội phát triển là sẽ xả hàng thứ ba là 18,8% đó chính là bán cho những nhà đầu tư cũng tương tự như nhà đầu tư là phải lóc lại là 4 năm 4 year fasting, thì mỗi một thời gian chỉ có thể là bán được một phần nhỏ mà thôi và cuối cùng các bạn thấy là 0.069% là đưa cho những cái người mà đã tư vấn cho cái dự án này nhưng mà cũng tương tự là bị lóc lại 4 năm thì các bạn thấy là đây là một cái điều mà có thể là nhiều bạn bớt lo lắng hơn tại vì cái số tiền mà đến từ cái đồ phát triển sẽ không có ào ạt xả là hàng là ở trên sàn để mà dìm giá xuống mà cái phần lớn là sẽ đến từ cộng đồng và một chuyến điều mà Thùng muốn nói với các bạn ở đây đó chính là cộng đồng sẽ nhận được một số những cái đồng UNI này miễn phí nếu như mà những bạn nào mà đã sử dụng cái giao thức Uniswap này trước ngày 1 tây tháng 9 năm 2020 ở đây các bạn thấy là họ để một số những cái screenshot như mà nào mà login ở trên cái mạng lưới Uniswap này mà có thể hưởng thì sẽ có cái nút claim Các bạn bấm vào để mà claim cái đồng UNI của mình Và các bạn thấy được là có cái số lượng người claim rất là nhiều Chúng ta nhìn vào cái smart contract của Uniswap các bạn sẽ thấy được là ở trên mạng lưới Ether thì có rất nhiều những cái giao dịch là 400 400 400 400 500, tại vì những người nào mà đã sử dụng trước đây thì sẽ được hưởng 400 đồng UNI thì các bạn thấy là ngoài cho những điều này ra chúng ta cũng thấy có nhiều người mua cái số lượng lớn đồng UNI thường nhiều khi thấy được là con số là cả triệu đồng UNI được mua nhưng mà một những điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn sử dụng những cái sàn như là Uniswap Những cái sàn này thì tính thanh thoảng cũng không có giống như những cái sàn lớn như là sàn Binance Cho nên khi mà mua cái số lượng lớn thì cái vấn đề trượt giá sẽ là một cái vấn đề rất là trầm trọng Cho nên thường không khuyến thích như mà nào mà mua cái số lượng lớn mà sử dụng Uniswap Chỉ được sử dụng trong cái tình trạng là mua con số nhỏ như là dưới 10.000 đô mà thôi đó là ý kiến của thuận thì khi mà chúng ta nói tới cái đồng UNI này thì có một điều khác này tôi muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta trở lại trang web của UNI thì các bạn thấy là cái đồng này khi mà ra đời thì 15% của cái số 60% mà dành cho cộng đồng nghĩa là 150 triệu đồng UNI sẽ được phân phối cho những người nào mà đã từng sử dụng UNI trước đây như thường mới vừa nói là như các bạn đã sử dụng các bạn có thể được thưởng lên tới là 400 đồng UNI và các bạn thấy là những người nào mà trước đây mà muốn sử dụng cái giao thức UNI nhưng mà sử dụng không thành công giả sử như là các bạn sử dụng nhưng mà cái giao dịch đó là bị lỗi thì đó các bạn vẫn có được quyền để mà nhận được 400 đồng UNI này chứ không cần phải là sử dụng thành công và các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này chúng ta sẽ thấy được là cái màu đỏ này đó chính là cái số lượng đồng mà cộng đồng đang nắm giữ thì các bạn thấy được là càng ngày sẽ càng tăng lên Nhưng mà chúng ta nhìn vào những cái màu khác Nghĩa là những cái số tiền mà nắm giữ cái đội phát triển Hay là những nhà đầu tư thì các bạn thấy được là bị lóc lại Cho nên một thời gian dài sau thì họ mới có thể là lấy được cái số tiền này và bán ra Cho nên phần lớn cái lực bán bây giờ là sẽ đến từ những người nào mà đã claim đồng Unite này miễn phí Và lên trên sàn để mà xả hàng Thì các bạn nghĩ là cái số người đó là bao nhiêu Và cái số người mua có nhiều hơn hay là không Đó chính là cái giá tương lai của đồng Unite sẽ là bao nhiêu nhưng mà bây giờ các bạn thấy là chỉ mới chưa đầy một ngày chúng ta vẫn chưa biết được là được cái giá cả lên xuống như vậy thì cuối cùng là sẽ đứng lại cái mức nào cho nên bây giờ các bạn tham gia vào thì hầu như là các bạn không thể nào mà đưa ra một cái cách phân giải nào là đồng này đáng giá bao nhiêu thêm vào đó nữa các bạn thấy được là cái đồng United này thì cái số lượng tiền mà do cộng đồng thì cũng sẽ phân phối là theo 4 năm, có nghĩa là ngoại trừ 15% thôi mới vừa nói tới là có thể giao lập tức uh, trong cái thời gian này. Nhưng mà cái phần còn lại dành cho cộng đồng, có nghĩa là cái số còn lại, có nghĩa là khoảng 45% thì sẽ giao ra trong cái thời gian là 4 năm, mỗi năm một phần. Và sau đó thì mạng lưới này sẽ có một cái chế độ đó chính là cái chế độ lạm phát và inflation trên cái mạng lưới này để thường chia sẻ với các bạn là khi chúng ta nhìn vào inflation sẽ là hai phần trăm chế độ lạm phát là hai phần trăm sau bốn năm có nghĩa là sau bốn năm thì vẫn sẽ có thêm đồng dư có nghĩa là một tỷ không phải là cái số cuối cùng và cái số cao nhất chúng ta sẽ có thêm cái số lượng đồng dư hơn một tỷ nhưng mà sẽ là sau năm thứ tư chứ không phải là bây giờ. Còn về việc mà các bạn tham gia vào những cái pool đào của đồng UNI gọi là liquidity mining nghĩa là các bạn cung cấp tính thanh khoản nghĩa là giam đồng của mình để được hưởng một cái phần lợi nhuận tại vì các bạn cung cấp cái tính thanh khoản thì sẽ bắt đầu vào ngày 18 tây tháng 9 cho tới ngày 17 tây tháng 11 và sẽ bắt đầu từ bốn cái pool lớn đó chính là cái pool Ethereum và USDT, cái pool Ethereum và USDC, cái pool Ethereum và DAI, cái pool Ethereum và Wrapped BTC. Đây sẽ là bốn cái pool mà các bạn có thể dùng đồng UNI của mình để mà tham gia và đương nhiên các bạn lock đồng UNI của mình lại thì các bạn sẽ được hưởng một phần lợi nhuận thì chẩn đoán bây giờ tùy theo là các bạn là cái pool đó là hoạt động như thế nào và lợi nhuận là bao nhiêu thì các bạn thấy là trung bình có thấy coi như là khoảng 83.333.33 .33 đồng vua này mỗi ngày sẽ được phân phối cho người nào mà tham gia và các bạn thấy là mỗi một block thì tôi thấy là trung bình dựa theo ước tính là khoảng 5 bốn UNI sẽ có được trong mỗi một block mà được thưởng cho cộng đồng Còn về việc mà dùng đồng UNI mà bỏ phiếu thì cái việc này sẽ dời lại cho đến ngày 17 tây tháng 10 Trước khi mà họ đưa ra những cái phương án, những cái chiến lược là người giữ đồng UNI sẽ tham gia bỏ phiếu như thế nào Và đây là những cái thông tin căn bản mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới đồng để các bạn có thể có được một phần Thông tin là tại sao mà từ hôm qua tới, tới bây giờ lại có nhiều người nói tới đồng UNI như vậy Tại vì đây là một cái nền tảng đã có mặt một thời gian và được sử dụng rất là nhiều Chứ không phải là một cái dự án hoàn toàn mới Và đây là một cái đồng quản trị Và nhiều người thì nhìn vào lịch sử của những cái đồng như là đồng UNI, Finance, đồng Wi-Fi Mà có sự tăng trưởng chóng mặt như vậy Cho nên nhiều người bây giờ là ước mơ là có được cái sự lợi nhuận như vậy Đương nhiên cái sự khác biệt ở đây là đồng UNI là tổng cộng sẽ có là 1 tỷ Thậm chí là hơn 1 tỷ sau này Nhưng mà đồng join the finance đồng wifi chỉ có là 30 ngàn mà thôi thì đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và nếu như mà các bạn muốn theo dõi thuần capital trên những cái mạng xã hội thì các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái thông tin chính thức như là cái kênh Telegram hay là Facebook hay là Twitter và nếu như bạn là một cái trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào bất cứ một cái sàn giao dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital như là các bạn thấy là ưu đãi của sàn margin netx tham gia thông minh của khác capital các bạn có thể điền đơn đi được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tính hiệu trade miễn phí sàn binance các bạn có thể bấm vào cái link đăng ký các bạn có thể là đăng ký thông minh của thuần capital và sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi các bạn có thể thấy được là ở phần phía dưới này đây là kickback rate 20% thì mới là đúng và các bạn thấy là nhiều bạn hỏi thuận là nếu như mà sống ở hoa kỳ thì không đăng ký sàn binance sẽ được thì trade all coin ở đâu bây giờ thuận đã có một cái link refer cho sàn Binance cho Hoa Kỳ Đây là cái sàn Binance là chỉ dành cho những người nào bạn đang sống ở Hoa Kỳ Các bạn có thể bấm vào link đăng ký để có thể tham gia vào sàn Binance US Ở phía trên này là sàn Binance quốc tế Không hỗ trợ US, phía dưới này là hỗ trợ US chứ không hỗ trợ quốc tế đó là cái sự khác biệt hay là các bạn tham gia vào những cái sàn như là sàn margin bybit sàn coinbase sàn remitano và ứng dụng blockfi và tham gia vào những sàn giao dịch thì sẽ có cái sự nguy hiểm rất là cao cho nên không phù hợp cho những bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao cũng như những bạn nào mà tham gia vào giao dịch margin thương hiểm này càng cao hơn cho nên các bạn cần phải suy nghĩ trước khi mà tham gia và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn